nay 17 tháng 11, ông Trần Văn Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tiên Điển, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an xã Xuân Hồng bị Trần Trọng Gia Bảo, 26 tuổi, ngụ thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân đâm trọng thương. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện đã hy sinh vì vết thương quá nặng. Ông Thuận cho biết, có thể nói, sự hy sinh khi đang làm nhiệm vụ của Thượng úy Hiếu là rất đau xót. Đồng chí Hiếu ra đi, bỏ lại người vợ trẻ và hai con thơ dại, khiến ai cũng tiếc thương. Hiện, lực lượng chức năng đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho đồng chí Hiếu. Được biết, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp an ninh, Thượng úy Hiếu được phân công về công tác tại đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Xuân. Đến năm 2017, Thượng úy Hiếu thi đậu vào chuyên ngành điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát Nhân dân theo diện vừa học vừa làm. Đến tháng 7 năm 2018, Thượng úy Hiếu được điều động về công tác tại Công an xã Xuân Hồng. Trước đó, vào chiều ngày 13 tháng 11, Thượng úy Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Củi thì phát hiện Bảo có biểu hiện nghi vấn đang tiến hành mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Bị phát hiện, Bảo đã dùng kéo tấn công Thượng úy Hiếu khiến Thượng úy Hiếu bị thương nặng. Ngay sau đó, Thượng úy Hiếu đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, còn Bảo bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa về trụ sở công an để điều tra, làm rõ. Dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng Thượng úy Hiếu đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.